Chào anh chị, đây là một trong những cái video mà rất nhiều khách hàng đang ngóng chờ, tại vì xuất hiện những cái siêu phẩm mà các anh ấy đã đặt hàng khoảng rất lâu. Có những cái sản phẩm tôi thiết kế rất lâu. Đây là một trong những video giới thiệu của phần liệt kê, anh chị hãy đừng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào, tại vì rất nhiều những sản phẩm mang tính chất hoành tráng, cực kỳ đẹp và bất ngờ xuất hiện trong video này. Cảm ơn anh chị, tôi là Tay Phạm của kênh Vàng Tay Phạm. Anh chị hãy đăng ký kênh để gặp tôi nhiều hơn. Tất cả anh chị hôm nay em Minh đã về và cầm về rất nhiều sản phẩm hay dành cho anh chị ngày hôm nay, và không sự phụ sự kỳ vọng của anh chị, ngay bây giờ tôi sẽ quay cho chị xem những cái sản phẩm mà chúng tôi đã hoàn thiện xong, và khoảng đi sáng ngày mai tất cả sản phẩm này sẽ được bạn Thắng đăng lên một cái web ở cái YouTube mới, là YouTube Đá Quý Tahi Game, và những cái video này sẽ được nằm ở phía dưới của cái bài đăng trên trên website nhé. Nghĩa khi anh chị vào website, anh chị kéo nó lên thì những video bạn Thắng quay thực tế từng sản phẩm một sẽ nằm ở phía dưới, và thông tin về cân nặng giá tiền thì sẽ nằm ở trên phần mô tả. Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào anh em nhá. Hàng về hôm nay rất nhiều hàng cho anh chị. Đây là một cái bức chạm, bên trong là làm sẽ có một cái gì đó nó chui vào đấy. Đây là một gà chống chọi, gà chọi luôn. Những cái sản phẩm này lần đầu tiên xuất hiện trên Tahi Game. Đây là một cái mẫu gà chọi nhá. Đây, nó cắm vào cái này ở các ông này. Tôi cắm thử cho ông xem đây, như này. Đấy. Ok. Gà chọi. Sản phẩm anh em nhờ làm. Bên cạnh đó là những cái sản phẩm nói chung là gắn liền với tên tuổi của tôi rồi. Hàng chạm, long phụng, càng ngày càng đẹp hơn anh chị nhá. Đây. Những cái này thì anh chị nào chơi những cái hàng này thì đều biết đến vàng Tahi Phạm. Cực kỳ sắc sảo, hàng làm tay hoàn toàn nhá. Tất cả là hàng làm tay. Tôi nhắc lại cho anh chị nào mà chưa biết thì tất cả hàng làm bằng tay hoàn toàn. Và nghệ nhân của chúng tôi đã bỏ công sức ra xử lý tắt nhạc. Và ok. Hôm nay chúng ta có thêm một cái những ngọc lục bảo. Tất cả là kim cương. Đây là kiểm định của chúng ta. Anh chị có thấy giống như nhẫn hôm trước không? Một cặp trời sinh. Cái này Thắng có trách nhiệm mà quay lại hết tất cả nội dung cho anh chị nhé. Lọt lòng. Rất nhiều sản phẩm cao cấp. Anh chị hãy nán lại trong video này. Đây là một cái video mang tính chất liệt kê anh chị nhé. Mỗi phút mỗi giây đều có một tình tiết mới và đẹp hơn. Sản phẩm này tôi làm cho anh Long ở quận 9 Sài Gòn. Và cái sản phẩm này thì tôi phải dành ra một cái video riêng cho nó. Anh chị hãy đợi cái video cụ thể nha. Tôi sẽ quay sơ sơ cho anh chị cái này trước. Đây là một cái sản phẩm phong thủy. Tôi làm bằng hoàn toàn bằng sapphire và kim cương. Ở đây chúng ta có thể thấy là một cái dải sapphire đỏ, sapphire hồng của Sri Lanka, sapphire vàng của Sri Lanka và viên ruby đỏ Lục Yên, cùng với kim cương của Nam Phi. Đây là bức anh hùng tương ngộ, hổ và đại bàng. Ok, cái này tôi quay lướt qua để cho anh chị chờ đợi cái video riêng của nó nhá. Đây là kiểm định của chúng ta. Em cũng thông báo với anh Long là sản phẩm đã xong rồi. Để anh Long xem trước, anh Long chờ đợi cái sản phẩm tiếp theo nhá. Anh chị thấy ngỡ ngàng với sản phẩm này không? Đây là cái viên đá mà hôm trước tôi bán khuyến mại cho anh chị với giá 2.500.000. Nhưng mà anh chị có thấy khi lên nhẫn thì nó tuyệt vời không? Cực kỳ tuyệt vời. Phe đốt tự nhiên. Và anh khách hàng đã đến tận nhà đặt hàng, anh ấy làm với mẫu Tahi Game của chúng ta, mẫu rất là quen thuộc. Hiện tại cái video này là video rất là nóng hổi, tôi vừa về đến nhà phát là tôi quay ngay, nên giá cả thì tôi chưa thể công bố cho anh chị biết, vì tôi chưa biết, chính bản thân tôi chưa biết. Anh chị hãy đợi chờ nhá. Ok, video cụ thể thì bạn Thắng sẽ có trách nhiệm truyền tải đến chị trên website tahigame.vn đang chạy phía dưới màn hình. Nếu mà anh chị bật chế độ full màn hình thì sẽ không thấy cái dòng chữ nó chạy nhá, anh chị trở lại chế độ thường. Thì một số anh chị bảo với tôi là không thấy số điện thoại với lại cái website ở đâu. Sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay là một cái nhẫn ruby tự nhiên đã qua xử lý nhiệt và được kết kim cương tự nhiên.
Đây là một mẫu biến thể của mẫu Tahigem và sử dụng hai cái đầu hổ bằng 3D cắt facet bằng vàng trắng làm rời anh chị nhé, và lòng chữ phúc. Cái logo của chúng ta, cái hàng độc quyền của bên Tahigem anh chị đã nhìn thấy ở đây. Và viên đá thì cũng phản chiếu ánh sáng khá là tốt và rất là đẹp. Đây là một trong những hàng ruby xử lý nhiệt keo nhưng mà rất là trong. Giá trị thì tương đối dễ chịu, cực kỳ dễ chịu. Anh chị có thể thấy một viên đá này nếu mà hàng tự nhiên hoàn toàn chúng ta phải chi trả nhiều trăm triệu đồng để mua. Nhưng mà với cái sản phẩm này thì chúng ta chỉ có thể bỏ ra vài triệu thôi đã xong rồi. Đấy, là viên ruby này. Đây, viên tự nhiên này anh nhìn thấy không? Giá trị gấp cái viên này hàng trăm lần. Nhưng mà có thể nhìn đâu đó nó lại màu nó không đẹp bằng. Đó. Rồi, ok. Đây là đôi hoa tai Kianai. Đôi hoa tai này anh chị có nhớ cái cặp đá mà tôi bán khuyến mại cho anh chị trong chương trình lần trước là 1 triệu một cặp không? Khi lên hoa tai thì nó rực rỡ như thế này. Anh chị thấy là một cái thiết kế sau khi lên vàng thì nó sẽ thay đổi rất nhiều về thẩm mỹ nhá. Sang trọng hơn cực nhiều luôn. Và đây tất nhiên rồi, kiểm định của Kianai. Ngay đây. Đang có sẵn. Hôm nay bạn Thắng sẽ rất vất vả đấy. Hôm qua thế mà. Quay rất nhiều, ngày nào cũng vất vả đúng không? Bên chỗ tôi ai cũng vất vả cả anh chị ạ. Tại vì rất là đông. Tôi vất vả nhất. Vất vả đến cái mức mà từ đầu Tết giờ bạn gái chưa đi thăm được lần nào. Quá vất vả. Tiếp theo sản phẩm hôm nay tiếp một hàng đặc biệt. Ngọc bích trắng thiên nhiên. Hàng này anh chị cực kỳ ít gặp bên ngoài. Nephis ngọc bích trắng. Sản phẩm này thì anh chị xem như website nhá, sẽ kỹ càng hơn. Bạn Thắng sẽ truyền anh chị hình ảnh đến website. Sản phẩm này trị giá 2.500.000. Đây là những cái viên đá mà khách hàng lựa chọn hôm nay. Aquamarine tự nhiên, Berin vàng tự nhiên. Những cái sản phẩm này thì anh chị hãy đợi khoảng một vài hôm nữa thì chúng ta sẽ có sản phẩm để làm việc nhá. Nhẫn của bạn Camcorder gì cái gì Việt Côn Commander, bạn ấy tôi đã kiểm định xong nhá. Nhẫn ruby kết hợp kim cương. À, của bạn Việt thì lấy thêm một cái gì đấy nhỉ? Việt có đặt hàng thêm một cái đây, một cái vòng bạc cho trẻ con là của Việt nhé, của cháu sơ sinh, cháu mới sinh thì tôi đã mua cho bạn Việt rồi. Ok, đây là đồ dành cho bạn. Thì sơ sơ chúng ta hôm nay còn những món gì nữa? Cái này của bạn Hàn Quốc thì tôi vừa mới xỏ, tôi quay cho anh chị hồi sáng này. À, đây kiểm định của nó đây. Bao gồm thạch anh tự nhiên kết kim cương đúng không? Rồi tiếp theo đây là cái bộ dây lắc 3D vòng dây da cho những anh chị đã đặt hàng. Hôm nay rất nhiều hàng. Và Minh đưa một số cái kiểm định đá mà chuẩn bị làm đây xem nào. Vừa nãy tôi cầm về. Đây là những cái sản phẩm viên Peridot này. Viên ruby tự nhiên này, viên ruby này, viên obsidian. Với cái máy kiểm định hôm nay đâu, em chuẩn bị làm đơn đấy, có những kiểm định mà vừa làm xong ấy. Này, chuẩn bị làm nhẫn vừa đã vừa gửi xưởng ấy. Mấy viên, hôm nay có mấy đơn. Đây là những viên đá mà vừa kiểm định xong nhá, chuẩn bị khoảng 5 ngày nữa chúng ta có sản phẩm. Bây giờ thì tất cả các sản phẩm của chúng ta thì đều được xuất hai giấy kiểm định, một là giấy kiểm định đá thô. Và thứ hai giấy kiểm định sản phẩm khi đã lên vàng anh chị nhé. Đây là một cái sản phẩm rất hay, rất ý nghĩa. À, đây là lưỡng nghi sinh tứ tượng. Đối anh chị biết tứ tượng ở đâu, nhưng bát quái hiện ở bên ngoài. Bát quái đây sinh vô cùng, sinh ra trời, sinh ra đất, sinh ra chúa của bầu trời, sinh ra chúa của mặt đất. Và quan trọng nhất, tôi là con người có tiền đeo cái nhẫn này lên tay. Đấy, nhân thần khí, tuyệt vời lắm. À, anh Thiệu ở Nha Trang đã đặt hàng một cái nhẫn này. Anh Long đặt hàng tiếp một nhẫn nữa. Chúng ta sẽ có 3 sản phẩm sắp tới sắp xuất hiện nhá.